Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn nhá. Hôm nay thì mình làm clip này để hướng dẫn cho anh em khi anh em mua một cái sợi cáp của bên mình bán, đây là sợi cáp RS232 có chip để cài đặt cho cái dòng vang số là dòng vang Sansui. Ở đây đang em đang có là con Sansui DE1 nhá. Một con Sansui DE1 để hướng dẫn cho anh em cái cách kết nối vào cái vang này và vào trong cái máy tính này. Thì điều đầu tiên để mà kết nối được thì anh em phải có một sợi cáp này. Một sợi cáp anh em có phần mềm, đây là phần mềm của con Sansui DE1 anh em nhé, này con chữ DE1 này, anh em cài lên nó sẽ có cái logo icon ở trên desktop là như này. Đấy, em mở lên thử tránh xem. Đây là phần mềm của Sansui DE1 anh em nhé, Sansui DE1. Đấy, đây là bằng tiếng Nhật nhá. Đấy, chưa kết nối, hiện tại là chưa kết nối anh em nhé. Đấy, chưa kết nối. Thì bây giờ để kết nối thì anh em sẽ cắm cáp này. Cái đầu dây RS232 thì mình sẽ cắm ở đằng sau của vang. Đây, đằng sau vang đây. Đó, có một cái lỗ này. Đó, vừa nó cắm vào luôn. Đó, ok. Còn đầu còn lại thì mình sẽ cắm vào cổng USB của máy tính này. Đây, máy của em có cổng USB ở đây. Cắm vào đây nè. Em cắm đúng chiều là ok nhá. Ok, máy nó nhận từng tứng này. Và mình kiểm tra xem là cái cổng này vừa nhận nó là cổng nào. Thì bắt đầu mình vào trong anh em làm hướng dẫn nhá. Ở đây là có mic motor này, anh em chuột phải vào mic motor, chọn manager này. Đấy, chọn Z này. Và cho nó bật ra cái bảng nhá. Đang làm thì có bắt đầu vào đây anh em kiểm tra nhá, anh em chọn xuống dòng là device manager này, device manager nhá. Ở đây thì anh em để ý cái phần font com này, cổng com này. Đấy, anh em chỉ mũi tên xuống là sẽ thấy cái phần là cổng USB series 310 com 1 này. Ở đây là nó đã nhận nhá, ví dụ em rút ra này, em rút ra đây nó sẽ mất luôn này. Đấy, nó sẽ mất cái com 1 đi luôn và em cắm vào nó sẽ hiện ra này. À, đây chứng tỏ là nó đã nhận đúng không? Cái dây này nó đã nhận ở trong máy. Ok. Bây giờ anh em bắt đầu vào phần mềm. Đó, phần mềm đây. Đấy, đây là phần mềm Sansui DE1 nhá. Anh em bấm vào bên góc này. Bấm chuột trái này. Anh em chọn vào cái dòng là phía thứ hai anh em nhá, phần thứ hai. Đấy, cho nó bật lên một cái bảng. Cái bảng nhá, đồng thứ hai này. Đấy, cái dòng thứ hai. Ok, và nó đã nhận này. Đấy, nó đã nhận thì trên cái máy tính này, anh em nhìn trên cái vang này, anh em nhìn này. Đấy. Và cái thông số ở đây, ví dụ anh em chỉnh ở đây này. Đấy, thì trên cái vang nó sẽ ấy theo này. Đấy, anh em thấy không, mình chỉnh ví dụ đây là mình chỉnh music nhá, music ở đây thì trên cái vang nó sẽ chạy theo này. Đấy, anh em thấy chưa. Đấy, đây là nó đã nhận phần mềm. Đấy, đây là các cái tham số như chỉnh mic, chỉnh vang, chỉnh EQ, sub. Đấy, đây là phần đầu ra lưu chương trình này. Đấy, các chương trình đây. Đấy, cái này thì cái phần mềm của nó bằng tiếng Nhật, nhưng mà trong cái phần menu của nó này bằng tiếng Anh, cho nên anh em có thể chỉnh ở trên này. Ví dụ anh em không biết đây là cái gì thì có thể ấn vào đây và nó sẽ hiển thị ngay ở trên cái mặt này cho anh em đưa nó là cái gì luôn. Đấy. Đấy, anh em nhìn này, nó hiện thông số là gì luôn này. Đấy, thấy chưa. Đấy, ok, lại cho em kết nối thành công và chỉnh được con vang này.